Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em đang theo dõi là chiếc xe Mazda 3 sedan nhé. Chiếc xe nằm trong phân khúc sedan 5 chỗ của nhà Mazda. Mà trong video ngày hôm nay, dịp ngày mùng 7 tháng 9 của năm 2024, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất của dòng xe Mazda 3 sedan này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm, tìm hiểu cũng như là muốn sở hữu cái dòng xe phân khúc cỡ C rộng rãi và rất là đẹp ở thời điểm này sẽ có thể làm được. Hiện tại thì Mazda 3 sedan được Thaco Trường Hải lắp ráp và được bán ra thị trường với 3 phiên bản, bao gồm phiên bản Mazda 3 sedan 1.5 Dynac, 1.5 Luxury và 1.5 Premium. Ở trong cùng phân khúc thì Mazda 3 sedan đang cạnh tranh với rất nhiều đối thủ, nhưng cái tầm tiền của Mazda 3 sedan đang rất dễ tiếp cận ở thời điểm này. Khi mà cái chương trình giảm thuế trước bạ đang được thực hiện rồi thì anh em sẽ tiết kiệm lên đến 42 triệu tùy từng phiên bản. Về cơ bản thì thời điểm này bên em đang rất nhiều xe sẵn xe để giao ngay với một số phiên bản như là bản Deluxe hoặc là bản Luxury. Còn bản 1.5 Premium thì hiện tại anh em phải đặt xe thì xe nó mới về anh em nhé. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Mazda 3 sedan 1.5 Premium đi. Bản này thì anh em bắt buộc phải đặt xe nhé. Thời điểm này thì bên em có mỗi một xe màu xanh là có thể sẵn giao thôi. Nhưng mà thời điểm này bên em đang hỗ trợ tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ kèm giảm sâu về tiền mặt anh em ạ. Với cái phiên bản này thì anh em tặng được bảo hiểm thân vỏ này và giảm tiền mặt cũng như là cái mức giảm 50% lệ phí trước bạ thì anh em sẽ tiết kiệm thêm đâu đó vào khoảng 42 triệu nữa anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt như vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 743 triệu, trả góp thì đang là 211 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 736 triệu, trả góp thì đang là 193 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 718 triệu, trả góp thì đang là 175 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí đăng ký cố định rồi, nhưng mà chưa bao gồm chi phí đăng ký chọn gói. Với cái chính sách giá bán như trên thì em đang hỗ trợ cho những anh em ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thôi. Còn những anh em ở tỉnh thì vui lòng xem và tham khảo kênh của em thôi nhé. Vì chính sách bán phân vùng thị trường, bên em sẽ không được bán về tỉnh anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Mazda 3 sedan 1.5 Deluxe. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 579 triệu. Chính sách giá bán ở thời điểm này bên em cũng vẫn hỗ trợ giảm sâu về tiền mặt anh em ạ. Còn mức sâu như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện cho em nhé, để tránh bị vi phạm về marketing của hãng anh em ạ. Sau khi áp dụng thêm quyền linh động về phụ kiện, về quà tặng nữa, kèm giảm 50% lệ phí trước bạ với cái phiên bản 1.5 Deluxe này thì anh em sẽ tiết kiệm lên đến 35 triệu với cái phiên bản 1.5 Deluxe anh em ạ. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 616 triệu, trả góp thì đang là 169 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 610 triệu, trả góp thì đang là 163 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 592 triệu, trả góp thì đang là 145 triệu. Đây là cái mức ưu đãi của đại lý bên em và em vẫn chia sẻ ở tỉnh. Cũng nhiều anh em hỏi là sao không bán tỉnh mà vẫn chia sẻ, nhưng mà thực sự là em chia sẻ để cho anh em cân đối thôi. Chứ còn thực tế thì cái mức ưu đãi ở khu vực đại lý bên em và ở tỉnh nó sẽ khác nhau anh em nhé. Đó. Và cái mức ưu đãi cực kỳ tốt như này đối với những anh em ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể gọi điện cho em để em gửi bảng tính lăn bánh chi tiết, thì lúc đó anh em sẽ dễ hình dung được con số cần chuẩn bị, đúng không ạ? Ok, và cuối cùng thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Mazda 3 sedan 1.5 Luxury. Bản này đang có mức giá niêm yết đề xuất là 624 triệu. Với cái chính sách giá bán ở thời điểm này, bên em vẫn hỗ trợ giảm sâu về tiền mặt, vẫn tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản chính hãng theo xe. Sau khi áp dụng thêm quyền linh động giảm sâu về tiền mặt và anh em lại được hưởng 50% lệ phí trước bạ thì anh em sẽ tiết kiệm lên đến hơn 50 triệu anh em ạ, hơn 50 triệu cái mức ưu đãi kép nhé. Đó. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 663 triệu, trả góp thì đang là 180 triệu.
lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 657 triệu, trả góp thì đang là 174 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 639 triệu, trả góp thì đang là 156 triệu. Đó, vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi mới nhất của dòng xe Mazda 3 sedan. Ngày hôm nay em đang cập nhật đó là ngày mùng 7 tháng 9 của năm 2024 anh em ạ. Thời điểm này anh em phải cân nhắc để chốt cọc sớm, vì là càng để đến thời điểm cận hết giảm thuế trong vòng có 3 tháng thôi. Anh em không quyết đoán nhanh, không mua sớm thì nghiễm nhiên đấy, cái quyền linh động nó sẽ bị thu lại, nó bị hẹp lại anh em ạ. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.